bộ này về có mỗi mấy bộ thôi Huyền Dung ạ? Có những size gì nhỉ chị? XL đến 4XL à? Đấy, hôm nay báo rồi này. Hôm nay có báo phát trực tiếp rồi này. Kinh quá, cô Dung cho nhạc từng từng kinh quá. Đấy, nhạc này mới bóc là các chị lại phải lên. Các chị mới chốt nhiều đơn này. Thôi thử bỏ tóc ra xem nào. Các chị để cho các chị xem tranh xả, độ hoành tráng tranh xả của set này. À đây đây đây. Đây 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 đây, chị nhìn thấy sổ đây, hình như đây này. 3x2 cái, 4x1. Cái này về rất là ít. 4x1 cái, 3x2 cái. Ờ. 2x2 cái, XL 1 cái. Ok. Chào cả nhà, cái này Dung đang mặc XL nhỉ? XL là vừa khít khít đúng không? Chào cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn thấy hai chị em không ạ? Nguyễn Mạnh Hạnh Diễn bảo ngắn quá. Hạnh Diễn ơi, ngắn quá thì nó mới chất chơi em ạ. Nhắc nhở gì ngắn? Cái này Dung kéo cao đúng không? Kéo được nào? Đấy. Kéo kéo Dung nó hơi hay kéo cao đấy, Nguyễn Hạnh Diễn ạ. Lên không? Đúng rồi, lộ giò bự à, Hồng nó bảo lộ giò bự. Không sai em ơi, mình tự tin là mình ngon ngành hết là đấy, không lộ giò bự tí nào. Cái này nó chỉ ngang đùi thôi, cái này nó chỉ ngang đùi thôi nha em ơi. Set này quá xinh. Chào cả nhà, mọi người nhìn thấy chúng em thì mọi người comment tương tác. Thái Huyền màn cửa muốn like quần tây à? Hình như có quần tây mới về ấy nhỉ? Có quần tây đây em ơi, nhưng mà để chị phải xem cái bịch nó có những cái size gì đó. Chào nha chị ơi, cái áo len chị vừa đăng màu đen bao nhiêu mà có cho 65 cân không chị? Áo đen, áo len đen kia đúng không nhỉ? Chị cũng chẳng biết, chị cũng không nhớ chị vừa đăng cái gì nữa cơ. Không mặc đi làm được ý, Nguyễn Hạnh Diễn. Set này thì mình mặc đi chơi thôi em ơi. Giò em to hơn Dung. Không phải đâu em ạ. Giò của Dung thực ra rất là to đấy. Dung có bề, Dung nhẹ cân hơn chị, nhưng mà cái đùi của Dung nó to hơn đùi chị nhiều á. Chị ạ. Để thì Nguyễn đi. Độ dài chân say mờ vẫn hơi hay. Set này là mặc đi chơi Tết thì đỉnh cao luôn cả nhà. Chất rất là dày dặn nha, hai lớp đúng không? Vải này là vải tách, vải dạ tách này, hai lớp đẹp cực kỳ luôn. Đấy, cái này em về chỉ số lượng ít thôi nha mọi người. Mọi người ưng cái là phải chốt luôn của em. Chỉ về có một bộ XL này. Một bộ XL, hai bộ 2X, hai bộ 3X. Chào, chào Vũ Lan Hương. Hello. Mọi người ơi. Mẫu này em về rất là ít nha. Chỉ có được 6 bộ thôi. Chào Sung Hoàng. Nên là mọi người ai thích thì phải chốt ngay cho em. Ai mà bằng size Dung thì Dung chỉ mặc một bộ, chỉ có một bộ này thôi này. Bằng size Dung là chỉ có một bộ thôi. Mà mẫu nhà mình là 68 cân, cao 1m58 nha Linh Bíp ơi. Mẫu là 68 cân 1m58 ạ. Thế mà nhìn mặc vào chân dài chưa? Mình đang áo len nào nhỉ? Hôm nay mình có đang áo len đâu à Thủy ơi. Ơi. Không, bạn ấy hỏi là bạn ấy hỏi áo len cơ. Chào Lê Huỳnh Ngọc Trâm này, chào Thanh Trân. Cả nhà ơi, em 72 cân mặc size mấy? 72 cân Dung mặc cái này là chắc cái này dưới 70 cân thôi nhỉ. Đúng không? Phần eo này, eo cả nữa. Đấy à. 72 cân mặc size XL hoặc là 2X nha Thanh Trân ơi. Tùy chiều cao nữa bạn ạ. XL hoặc là 2X. Bé mẫu là 68 cân đang mặc size XL nha. 68 cân đang mặc size XL. Trời ơi cái set này đẹp quá. Nhìn lung linh là lên luôn á. Nhìn ở ngoài đẹp lắm ý cả nhà. Dung đứng gần để cho các chị xem cái chất vải này. Vải này là vải dạ tách nha mọi người. Dạ tách ạ. Quy cũng xinh này. Nhìn ngoài đẹp lắm, đẹp lắm. Thủy Nguyễn áo chị mới về hàng đấy. Trời em ơi chị không biết, thế thì em inbox cho chị nha. Thủy Nguyễn inbox cho chị đi, bởi vì là chị rất là nhiều áo ren đen á. Áo ren đen thì em inbox cho chị đi, thì chị để chị còn xem có size. Áo dáng dài cơ.
Em ơi, Thủy Nguyễn đi bóc cho chị đi, vì là chị cũng chẳng biết là mẫu nào nữa rồi. À, chị à, em, à, thôi mình bắt đầu vào nội dung chính nhở. Vào nội dung chính là cái set vải tết này của em nha. Set vải tết hàng Quảng Châu xịn. Hàng Quảng Châu vải tết hàng Quảng Châu xịn sò này. Set này của em giá 700.000 ạ. Mở màn set 700 này em có size tầm như Dung trở lên là tầm 67 cân. 65 cân là thấp thấp hơn Dung chẳng được. 65 cân cho đến 85-90 cân. Mẫu nhà mình số đo là 102, 82 và 102 ạ. 102, 82, 102 nè. Zen Lê ơi, bộ này giá 700 ạ. Đỗ Thị Hường bảo nó bị vỡ hình lắm à em ơi. Chắc là đường truyền của mạng là có vấn đề. Em thoát ra ngoài và em vào lại xem được chị nhá. Chắc là đường truyền mạng mấy hôm nay, đường truyền mạng chung nó bị sao đó ấy. Bây giờ em giao ra ngoài xong em vào lại giúp chị được không em? À, set này của em là giá 700 ạ. Set bộ vải tech này giá 700.000. Set bộ này có vải rất là đẹp nha mọi người ơi. Cứng cáp dày dặn này, có lót vào bên trong này. Đó. Chân váy là chân váy chữ A. Ồ, Lan Hương Vũ. Lan Hương Vũ cũng bảo là thương thương em xem quần giả váy. Em xem quần giả váy Hương, thương thương quần giả váy của mình còn không nhỉ? Quần giả váy chị không còn nhiều mẫu. Cả nhà ơi, cái set vải tích này của em là giá 700.000 ạ. 700.000 mà em về số lượng ít nha. Nên mọi người là lấy ưng set này là mọi người chốt luôn giúp em. Bởi vì là ra khai hết like này em đăng bài. Có đủ giả như hôm trước không chị? Xuyến Nguyễn ơi, không có nha em ơi. Hôm nay là chỉ có lên một số mẫu mới thôi. Hôm nay lên một số mẫu mới về thôi. Còn đủ giả thì không có nha em ơi. Cả nhà, mẫu này ai lấy mẫu này thì em là set dạ nha, mặc lên rất là sang chảnh, rất là trẻ trung. Tuyết Trần, à còn set bộ thể thao mình chưa lên. Hương ơi, à đâu trèo làm sao, có set bộ thể thao nha. Còn bộ váy len cũng lên rồi đúng không? Váy len lên rồi. Bộ váy len có set dạ quần không chị? Bi Huyền ơi, set giả quần thì không có rồi em ơi. Ok, lên mẫu set len nha. Chị sẽ lên sao nha mọi người mình sẽ này mà. Này chỉ có màu này thôi nàng ơi, màu này cực kỳ trẻ mà mặc nó gọn người ấy. Màu này lạ mà mặc gọn người lắm. Hàng này rất là lạ nha mọi người, không ở Việt Nam, ở Hà Nội chắc là ít, ở Việt Nam chắc là ít vì hàng này là em nhập Quảng Châu ấy, hàng nhập Quảng Châu nên là mọi người yên tâm, rất là đẹp, nhìn ở ngoài trẻ lắm ấy, lên trên hình này thì không thấy thôi. Ngực 105 eo 96 có nha em ơi, ngực 105 eo 96 em mặc size 2x, ngực 105 eo 96 em mặc size 2x nhỉ, lúc đấy Nguyễn Minh Thu ạ. Set này giá 700.000 nha mọi người ơi. Set này giá ai lấy thì comment giúp em. Mọi người ơi, mọi người xem cái hình ảnh của em xem là có ok không? Đường truyền ok không? Mẫu nhà mình là 68 cân, cao 1m58 ạ. Hương comment là chị cân nặng và chiều cao với Hương ơi. Comment xong rồi ghim lại nhá. À thôi để chị quy ghim cho. Chị hứa lên lấy một set này. Ok. Nguyễn... thu một set. À cả nhà ơi. Cả nhà ai đặt thì báo em luôn số đo với. Thì báo. Nay em chỉ về số lượng ít thôi nha. Chọn 5G nhưng mà nó Z Lê chốt trước này, Nguyễn Minh Thu chốt sau này. Ai đã đặt cho em rồi thì cho comment của em lại số đo nha. Tại vì có những size em chỉ có một bộ, những size kia chỉ có 2 đến 3 bộ thôi. Đúng rồi. Ok Z Lê, ok Nguyễn Minh Thu nha. Bởi vì cái này là về số lượng ít nên là mình sẽ căn chỉnh số đo xem là ai vừa mẫu nào, size nào thì lấy nha mọi người ơi. Thank you Z Lê và thank you Nguyễn Minh Thu này. Ghim nè. Ghim bình luận. Ok Z Lê và Nguyễn Minh Thu này, thank you mọi người. Cả nhà ơi, mẫu này em chỉ về có 6 bộ thôi nên là chắc là bây giờ chỉ còn những cái size từ size từ 75 cân nhỉ? 75 cân cho đến 85-90 cân luôn.
75 cân đến 90 cân nha. Thị Quỳnh bảo là mờ lắm chị ơi. Em chờ chị. Em Dung sẽ đổi qua sang set thể thao mới về nha. Set len thể thao á. Có để đây không? Có treo đấy không? Thôi Hương Hương lấy cho chị Dung set thể thao mới 2 set ấy. Hay là để đây? Thôi Dung cứ đứng diễn ở đây đi để em Hương em lấy cho đã xong rồi hãy ra. Đây ạ, à, trong lúc chờ đợi lấy đồ thì cả bộ giá 700 nha cả nhà ơi. 1m6, 68 cân. Thế thì ZL sẽ mặc size XL rồi. ZL mặc size XL. Nguyễn Minh Thu thì chắc còn phải mặc 2XL rồi. Đấy đấy đúng rồi, bộ đấy với cả bộ len nữa, xanh len nữa. Còn xanh len nữa. Thôi Hương mặc thế không này nóng à. Bốt có chưa Nguyễn Minh Thu ơi, có nha. Nguyễn Minh Thu lấy 2XL, đúng rồi, 2XL. Minh Thu ơi, bốt có rồi nha. Bốt em đã về, bốt đã về sẵn hàng này. Bốt về sẵn hàng, bốt giá 400.000 một đôi. Bất chấp mọi mọi số đo của bắp chân luôn. Bắp chân to đến đâu cũng vừa nha mọi người. Có khách của em bắp chân là 42 ạ. Bắp chân 42 cũng còn nha. Vẫn vừa nha mọi người. Set len crop top mới đi ạ. Set len crop top. Cái set len crop top sao mình đã đăng bài chưa nhỉ? Sao này mọi người biết? À hình như hôm nay mình đăng. Ok đó, Hương chuẩn bị cả set len mà váy viền viền trắng ấy. Nhá, trước đây cái set ok. Em cho em đôi bốt size 38. Ok Nguyễn Minh Thu cộng bốt này. Set. Nguyễn Minh Thu lấy xa. Độc Bước ơi, tí nữa 1 giờ 10 ngày nữa sẽ về size 42 nha Độc Bước. Nguyễn Minh Thu bụng chân em to. Có phải đo không chị Nguyễn Minh Thu ơi? Nguyễn Minh Thu bụng chân to thì chắc là không phải đo đâu vì là cái bốt này là bắp chân nào cũng vừa luôn á. Có giãn nhiều nha. Hoàng Oanh bảo váy đi chị, có thấy Yến Ngọc nha. À Hương ơi, Hương xét len treo ở ngoài quây áo khoác ấy. Chị Ngọc bảo thế. Sao áo trong quần. Đây nha mọi người, đây em về một set thể thao mới này. Một set thể thao mới, đây hai set len này Dung ơi, Dung treo lên. Hai set thể thao ạ. Set thể thao này là mã bao nhiêu nhỉ? Có size nào Hương đọc cho chị luôn set thể thao mới đây. Set thể thao này là vải u mì nha. Vải u mì rất là đẹp luôn mọi người ạ. Cái này em đảm bảo. Ơi. Set vải u mì là B64 à? Ai lấy thì comment của em mã B64. Size từ XL đến 3X. Em mẫu đang mặc size XL. B66 Hương ơi. XL có 2 cái. B66. Mã này là mã B66 ạ. Ok, mã này là mã B66 nha mọi người, giá 500 nha. Cả nhà ơi, hàng set bộ ở nhà em thì chất đẹp cực kỳ, chất đẹp đỉnh cao luôn. Em chuẩn, size chuẩn không chị, vì bình thường em đi size 37 em sợ chật, lấy rộng 38 nên không chị. Em ơi, thế thì để ngày mai chị chốt đơn thì chị sẽ tư vấn thêm cho em nha Nguyễn Minh Thu. Bật hẳn 4G vẫn tịt, thế à? Size to nhất bao cân hả chị Phạm Thúy Hạ? Thúy Hạ ơi, cái này size 4X thì chắc là Thúy Hạ sợ không vừa. Cái này size 4X, à có khi Thúy Hạ vẫn vừa đấy. Nhờ. Thúy Hạ 95 cân. À Phạm Thị Thúy Hạ ơi, có khi là em cũng vừa đấy. Cái vì cái này là form to em ạ. Bộ này form to nha. Cái này là em Dung đang mặc size XL. Size XL rất là xinh, chất đẹp cực kỳ luôn. Giá 500.000, ai lấy thì comment hộ em mã B66 ạ. B66 cái này vải u mì nha. Rồi, u mì giá 500k. Đỗ Hường xét xể thể thao đẹp này. Ok, Ngọc Đỗ, thank you Ngọc Đỗ nha. Size cái này size to nhất chắc là khoảng ngực 120. Ngực 120 là mặc thoải mái. Cái này size to nhất là ngực 120 nha mọi người ơi. Set này rất là đẹp đấy ạ. Ở vải nó lì. Vải nó rất là lì, Dung quay một vòng cho các chị xem này. Cái quần này nó không bị bó tí nào nhá. Nó lại còn có bo gấu này.
dáng jogger ấy, quần không bị bó tí nào đâu ạ. Ok Phạm Thị Thúy Hạ, mẫu nào thử luôn đi chị. Tuyết Trần ơi, chị đang thử này. Bộ này là bộ chất u mì nhỉ? Chất u mì nó hơi lì lì bóng bóng nha. Hơi lì lì không bóng, hơi lì lì ạ. Dáng áo lên xinh. Dáng áo lên cực kỳ xinh, cực kỳ trẻ luôn này mọi người. Đấy. Mà quần này là không phải dáng bó, nó là dáng thụt, dáng jogger nha. Ai lấy thì comment hộ em mã B66, em có size từ 65 cân cho đến 90 cân ạ. 65 đến 90 cân vừa set này, ai lấy thì comment hộ em. Mập sung sướng có size 100 cân không khớp xốp. 100 cân thì phụ thuộc vào số đo của nàng nha, mập sung sướng ơi. Ai lấy thì cứ comment hộ em, sau đó thì ngày mai em sẽ inbox tư vấn lại. Nên là mọi người lấy thì comment hộ em mã này là mã 66 ạ. Mã 66 nha. 100 cân thì để mình ra mình coi lại xem có vừa không. Nha cả nhà ơi. Ok Thúy Hạ với cả mập sung sướng chị cứ ghi vào xem. Phạm Thị Thúy Hạ này. Inbox tư vấn lại. Thúy Hạ và mập sung sướng. Bộ này khép mặc lên chỉ khỏe trở lên thôi. Đúng rồi, bộ này rất là đẹp. Chị bao giá chưa? Có, bán rồi, bán bộ này 500k nha mọi người ơi. Bộ này 500.000 ạ, à. Em dung bỏ cả bỏ. Đây, thực ra là hàng set bộ thể thao của nhà em thì chất rất là dày dặn, rất là đẹp luôn mọi người. Không có, rất nên yên tâm, cực kỳ yên tâm với cả bộ set bộ thể thao nhà em. Giá rất là phải chăng so với chất lượng đấy ạ. Giá rất phải chăng so với chất lượng. Ok, em qua mẫu nha. Ai lấy mẫu này thì comment hộ em mã B66 này. B66. Em qua một set thể thao và len nữa nhá. Set len thể thao ạ. Set len thể thao. Hôm nay chỉ có Hương ơi. Chị xem là mấy cái mẫu quần tây mới về cái chỗ mà ở trong cái chỗ đống hàng này. Ừ, để chị xem nào, xem có. Rất là nhiều mẫu quần tây nhưng mà đây là hàng mẫu em chưa. Đây này chị. Em chưa kiểm xem là nó kiểu dáng nó thế nào. Có mẫu quần tây xinh lắm ấy mọi người ạ. Quần hôm nay là chưa mặc cái này. Hả? Quần hôm nay là chưa mặc cái. Có mẫu quần quần có thắt lưng cơ. Em sợ nó rồi em sẽ sai. Mẫu quần này kèm thắt lưng này, hàng xuất dư xịn luôn của em này. Ấy, 1X. Mẫu quần kèm thắt lưng màu đen. Mẫu quần này xem nào. Mẫu quần kèm thắt lưng nha, quần Âu kèm thắt lưng, hàng da chất vải kaki siêu giãn. Kaki siêu giãn em có size đến 200 cân luôn á. Mẫu này em có size đến 120-150 cân. Chị Quỳnh ơi, đổi mạng chưa? Chị đổi mấy lần rồi ấy Ngọc ơi. Đây ạ, một set len nha mọi người ơi. Set len rất xinh luôn. Trời ơi, set len này quá xinh này. Set len này cho ai mà mặc set len này của nhà em thì chỉ có sướng như kiểu không mặc gì ấy, bởi vì là nó rất là nhẹ, rất là co giãn mà nó không sợ bị bay đâu mọi người nha. Nếu mà mọi người mua ở ngoài có những cái set len mà rất là rẻ ấy, nhưng mà mọi người mặc được vài lần thì em đảm bảo với mọi người là mặc vài lần thì nó phải rộng ngoặc ra, nó bay rộng ngoặc hết cả da luôn á. Em đổi cả wifi 4G nhà em ba máy đều không xem được. Ok nha mọi người. Nét ổn định rồi đấy. Set len này của em cũng giá 500.000 nha mọi người. Ai mà yêu thích đồ len thì rất là nên lấy set này. Set này là chắc là mã là B64 nhỉ. Chắc bán thế. Đâu bác đâu. Đâu. Chưa. Không có đấy. Bên cạnh. Set len này là B ở đấy. Đúng rồi. Chưa rồi bác à? Bác. Cả nhà thôi rồi. Ai lấy cái này bộ đang mặc bao nhiêu tiền? Cả nhà nàng ơi, bộ này set này là em có giá 500.000 ạ. Lê Thu Huyền, Ngọc Ánh. Cho đỡ cả nhà ơi, cả nhà comment về ấn comment tương tác với em nha, comment thả tim tương tác với em ạ. Set len này giá 500.000 nha mọi người, có mũ
Set len này có mũ chất rất là đẹp mọi người ạ. À, mặc cái này đi ra ngoài đi chơi các thứ cũng được ấy, rất là sang chảnh luôn. Có tối, màu tối mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Mặc set này vô cùng trẻ trung mà thì thích cực kỳ. Giá 500.000, ai lấy thì comment hộ em set len nha. Set len ạ. Set len cho em nha mọi người ơi. Ai lấy thì comment hộ em set len nhá. À, giá 500, em có size từ tầm 65 cân, chắc là đến 90 cân cũng vừa đấy ạ. 65 đến 90 cân nha mọi người. Tại vì cái len này nó co giãn, nó không bị bay, không bị gì cả nên là mọi người yên tâm. Ok Dung ơi, đổi đổi mẫu nhỉ. Có lẽ qua cái kia đi anh. Cái áo đấy. Cái áo xinh xắn đấy đi. Em mai inbox tư vấn set này cho em nhé, Tuyết Trần. Ok Tuyết Trần. Tuyết Trần này. Set len. Ơi. Trời ơi, ra tháo chip. Hương ơi, Hương ra tháo chip cho chị Dung. Tuyết Trần. Ok Tuyết Trần nha. Xài hết qua mấy mẫu cũ thì em sẽ hai chị em nhà máy đây ạ. Ông anh chuồn Ken à? Anh chuồn Ken, anh có chuồn Ken quá. Đây ạ, có mẫu quần Âu mới ấy, cả nhà ơi. Mẫu quần Âu kèm dây lưng luôn, trời ơi đẹp quá. Mình đáo một cái dây lưng ra xem. Mẫu quần Âu mới. Hương ơi, chắc là sơ mi mới là chưa bỏ ra là đâu đúng không? Chưa là lượt gì đúng không? Vậy á? Một màu áo len mới ạ. Màu áo len dệt kim à, len này là len gì nhỉ? Em lên mẫu mới nữa nha. Kéo căng. Đây ạ. Set len áo len này thực ra là nó là bao gấu nha nên mình có thể gì nhỉ? Mình có thể cho áo trong quần như thế này. Cho áo trong quần như thế này hoặc là mình bỏ ra ngoài nha. Áo này mã bao nhiêu? Mã này rất đây áo chị ơi. Ôi giời. Em không biết phân biệt đằng trước đằng sau à? A196. Mã này là A196. Hương ơi, xem A196 có size gì. Dung đang mặc size 2X ạ. Mã áo này là mã A196 nha. Áo len xinh gì. XL đến 4X. Em Dung đang mặc size XL. Có size từ 4XL cho đến 4X. Dung mặc 2X chứ nhỉ. XL. Thế thì có cả size nhỏ hơn đấy ạ. XL đến 4X ạ. Mẫu này em có size khoảng từ tầm 65 cân cho đến 90 cân ạ. Mẫu áo len này 65 đến 90 cân, hàng bao gấu nha. Mọi người có thể không cần trò áo trong quần mà bỏ ra ngoài cũng được. Mã này là mã 196. Mã này là mã 196 ạ, giá 390. Trang Nguyễn hỏi chân váy ngắn chị cầm giá bao nhiêu? Chân váy này đúng không em ơi? Chân váy này giá 340, giá là chân váy dạ có quần bên trong. Giá 340.000 nha em. Quần chân váy này chị chỉ còn size tầm 75 80 cân thôi. 80 cân nhỉ? Mẫu này chắc phải 80 cân. Chân váy này chỉ còn size 80 cân trở lên thôi em ạ. Set váy len đen lên không chị có Hương Đinh ơi, chị có lên nha. Chân váy chị vừa cầm bao nhiêu? Đó, Trang Nguyễn Hà Thu ơi, chân váy chị vừa cầm giá 340.000, chị chỉ còn size tầm 80 cân trở lên nha. À, áo len này Dung bỏ ra ngoài cho các chị xem này. Chắc cái này phải buộc tóc vào rồi vì chị xem hơi cổ á. Chun đâu đúng không? Áo len giá 390.000, ai lấy thì comment của em mã 196 ạ. Mã 196. Mã 196 nha. Giá 390 len đẹp. Tuyệt vời, không mặt rời luôn.
Mọi người ơi, mọi người mặc mẫu này ra ngoài rất là, mặc mẫu này rất là nữ tính, trẻ trung nữ tính nha. Len thì đẹp khỏi chê luôn. Cái này à, cái này nàng nào mà thích kiểu gu nữ tính ấy thì rất là nên lấy. Đấy ạ. Dung mặc đẹp không ạ? Hay là chờ tối quá không nhìn gì á? Dung đứng gần đây cho các chị xem truyền nữa không? Và đường truyền còn rất là vớ vẩn nữa. Thế nên là làm giảm giá trị cái áo này của em. Đây nha mọi người, mỡ sẽ ảnh thì nó lại vèo vèo. Cái này quá là xinh luôn. Đấy, hôm trước chụp muộn quá mấy cái mà chụp buổi tối thì nó không lên được. Thế tại phải chỉnh sáng. Chẳng chỉnh được ấy, vì lúc đấy là nó là vàng. Xét váy len đen lên không? Hương Linh ơi, chị sẽ lên váy xét váy len đen nha. Đây ạ, à, mẫu này ai lấy thì comment này, hộ em mã 196. Ok Dung ơi, đổi mẫu. Sau khi lên mấy mẫu mới này thì em sẽ bán hàng sale nha mọi người. Mọi người ở lại với em để săn sale ạ. Mọi người ở lại với em để săn sale là share livestream cho chúng em nha mọi người. Chấm comment tương tác share livestream ạ. Share livestream mọi người ơi. Và chờ em sale ạ. Chờ em sale mạnh tay luôn này. Chờ em sale mạnh tay một số mẫu nha. Mà mọi người thích lên sale mẫu gì, mẫu cũ em, mẫu đợt về gần đây em đều sale. Trừ mấy cái mẫu mới thôi. Nay em sale, em lại sale cho mọi người cho nó vui vẻ đúng không ạ? Mọi người ở lại với em, mọi người ở lại với em và share livestream cho bọn em nha. Share livestream thả tim tương tác các kiểu chấm chấm các kiểu của em ấy ạ. Alo à. Mọi người ơi, mọi người share livestream giúp em nhé. Hoặc là chấm tương tác về chúng em với ạ. Để cho em nhìn thấy tí nữa. Tí nữa mọi người comment đặt hàng sale là không, để không bị ẩn comment nha. Tại vì như hôm qua, hôm trước là em like ấy, thì rất là nhiều người bị ẩn comment nên em không thể nhìn thấy mọi người nói gì. Cảm ơn mũ mèo nhỏ nha. Hôm trước nhiều người bị ẩn comment lắm. Nên là mọi người comment tương tác với bọn em đi ạ. Share lên đây nha mọi người ơi. Set len hôm nay em vừa mới đăng đây ạ. Set len này là 550.000. Set len đẹp cực kỳ này, 550.000 thôi ạ. Hàng dày dặn. Hàng len dày dặn nha. Cái này là hàng rất là dễ mặc luôn á. Trời ơi mọi người hình như là bị ẩn comment hết á. Không xem Hương, được ý. Ừ, chắc là giật nhỉ. Mà sợ đường truyền chán đời quá không xem được á. Thế thì này làm sao mà bán hàng sale được. Phải, mọi người phải nhìn thấy, phải comment được thì mình mới bán được hàng sale chứ. Khoảng chấm thì từ nãy giờ mới có một chị chấm kia. Đấy. Đấy mới nhìn thấy Mai Nguyễn chấm cho mình này. Mũ mèo nhỏ thì thả tin thả like lên ra ủng hộ nhiệt liệt rồi. Chào Lê Thu Huyền đấy, bây giờ mới thấy mọi người thả tin này. Chào Nguyễn Minh, trời ơi hình như là comment của nó bị lên chậm ấy nhở. Mà đường truyền mạng nó cũng chậm. Đúng rồi, em chào Mai Nguyễn này, Lê Thu Huyền, Nguyễn Minh nha. Đây em chào các chị. Nhìn như con em nhận được cái áo rồi, mặc đẹp lắm chị. Mà em phải đi cắt bớt hơi dài thế à, Vũ Kim Thoa. Thực ra là cái độ dài độ ngắn của mọi người cũng theo ý thích của mình ấy. Nên là nếu mà mọi người thích ngắn hơn hay gì đấy thì đi cắt cho vừa ý nha. Thank you. Chị Đỗ Thị Hường bảo bỏ áo ra Dung ơi. Bạn em đang nhắn tin là giật quá không xem được. Ôi trời ơi mạng lát bạn quá này. Bạn xếp bộ để mặc tết mà không xem nổi. Thế à? Trời ơi chào Nguyễn Huỳnh. Dung ơi Dung bỏ áo ra Dung ơi. Rồi ạ. Mọi người ơi mạng lát lắm à mọi người. Đây ạ, set len của em đây này mọi người. Trời ơi mạng lát thế này thì bà làm ăn gì? Cuối năm mà mạng lát thế này thì em chết đói rồi. Con em không có bánh trưng không thịt rồi. Độc Bước cũng bảo mạng lát quá. Trời ơi đi lại vậy. Mai Nguyễn bảo mạng chán quá. Cả nhà ơi, hay là em tắt đi em bật lại nha. Chắc chị không nhận ra em là ai bảo em là ai. Em bảo Ngọc. Thế à. Trời ơi tại vì thay tên thay avatar. Chị không nhận ra ai với ai đâu. Bộ này bao nhiêu thả shop. Nàng ơi bộ này giá 550.000 nha. Cả nhà ơi em tắt like để em ra em vào lại nhá. Tắt like để vào lại nhá cả nhà. Em tắt like để em vào lại xem nó đường truyền nó có tốt hơn không nhá. Em tắt này.